Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì trong các loại lan hiện nay á, thì có một số cái giống lan cho hoa rất là đẹp, phải kể đến cái top 10. Ví dụ như là thứ nhất là dạ hạn nè, rồi đơn cam, rồi trúc Phật Bà, rồi trầm. Thì trong đó thì có một cái loại lan thì em thấy được rất nhiều bác, nhiều anh chị chúng ta yêu thích, đó chính là lan hoàng thảo kèn nhé mọi người. Và trước mặt mọi người đây là một cái lô hoàng thảo kèn, cây đẹp lá pin nè mọi người. Rất là đẹp nha. Đó, đã chưa? Rồi, và đây mọi người xem nè. Đặc biệt là lúc cái mầm nó mới lên nè, cái mùa này mùa bắt đầu mầm nó lên nè. Và mọi người xem cái lá nó hồng 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 rất đẹp nha. Đây, một cây đây nha, cây đây nè. Cây lá biên cây mẹ càng lớn thì nó chuyển dần ra cái độ trắng. Còn lúc mới nhỏ nhỏ nhìn nó màu hồng rất là đẹp nha mọi người. Rất đặc biệt, nhìn giống như là tô son lên nhỉ. Đây nè, bên cây này cũng vậy nè. Đó. Rồi. Đó. Và em bán một chậu này giá là 350 nha mọi người, 350 ngàn. Bác nào có, chúng ta có thích chơi cái cây hoàng thảo kèn mà lá pin lá sọc như vậy á, thì mọi người cứ liên hệ với em nha. Chúng ta về làm lấy một hai chậu chơi trong nhà làm tác phẩm cho đẹp, nhìn ngắm những cái lá pin nó kiểu nó trắng với nó hồng óng ánh vậy rất là hay mọi người. Đó. Lúc cái mầm nhỏ nó mới lên nè, nhìn nó hồng hồng hồng. Đó. Thằng này thì cũng có thân tơ mùa trước rồi, khả năng sắp tới là sẽ có hoa chơi luôn á mọi người. Đây, mọi người thấy không? Lá nè, lúc lá nó nhỏ nó hồng hồng, sau lớn lớn dần lên thì nó chuyển qua pin trắng. Rồi, một cái cây rất là đẹp nha mọi người, và đặc biệt là cây hoàng thảo kèn nó cũng quý nữa, quý hiếm. Rồi. Đây, đó, đẹp lá pin đẹp không? Sọc sọc sọc. Rồi, giá 350 ngàn một chậu thôi nha. Bác nào muốn chúng ta sưu tầm thì liên hệ với em. Đại 0384750258. Nói chung trong đây em còn khá nhiều chậu, vài chục chậu, nhưng mà cái số lượng chậu đẹp thì nó cũng rơi vào tầm cỡ mười mấy hai chục chậu thôi. Thì em sẽ ưu tiên em gửi những cây đẹp trước nhé mọi người. Còn những cây dù nhỏ nó cằn cỗi thì em giữ lại em chăm sau. Nên mọi người yên tâm là sẽ đảm bảo gửi cho mọi người những cái cây đẹp nhất nha. Đó, rồi khỏe mạnh. Đó, rồi hoàng thảo kèn lá pin nhé mọi người. Giá là 350 ngàn một chậu, và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển là thu. Thì hiện nay thì em gửi thì em sẽ đóng nguyên chậu em gửi cho mọi người, đóng hộp xốp gửi nguyên chậu cho mọi người. Mọi người về chỉ việc chúng ta đặt nhẹ vào trong vàng chúng ta chăm thôi, và ngắm những cái lá hồng hồng tím tím này nè. Nhìn nó rất là hay. Rồi, để em chụp cái hình đại diện cái nha, đẹp quá. Xin cảm ơn mọi người nha. Mọi người mua thì liên hệ Đại 0384750258.